Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chúng ta có mặt trong sáng hôm nay. Amen. Rất là đầy đủ và ấm áp không ạ? Lời của Chúa luôn luôn là mới. Amen. 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 Là sống và linh nghiệm. Amen. Và chúng ta cần có lời của Chúa để có hướng đi. Amen. Cần có lời của Chúa để nuôi dưỡng đời sống của chúng ta. Amen. Lời thánh của Đức Chúa Trời thì cần có lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Trong Luca đoạn 4 câu 18 19 là hai câu kinh thánh rất là quen thuộc. Amen. Và tôi sẽ đọc hai câu kinh thánh này. Amen. Thần Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin mừng cho người nghèo khổ. Ngài đã sai ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích, cho kẻ mù lòa được sáng mắt, cho người bị áp bức được giải phóng và công bố vị nguyên thi ân của Chúa. Pháp ân của Chúa sẽ ngự trên Chúa Giêsu và Chúa Giêsu công bố sự giải phóng, sự tự do, sự chữa lành, mở mắt cho tất cả những người ở trong thế giới tối tăm và công bố năm thi ân. Amen. Sự sức dầu công bố năm thi ân. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Thứ nhất là chúng ta biết được Chúa Giêsu nhận lãnh quyền năng, nhận lãnh thánh linh của Đức Chúa Trời để được sự sức dầu và công bố năm thi ân. Amen. Tạ ơn Đức Chúa Trời, trải qua rất là nhiều ngàn năm, dân Israel ở trong luật pháp. Và trong luật pháp thì có nói rất là nhiều về lễ nghi. Và có ba cái lễ chính, đó là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ liều tạm. Tức là ba cái lễ này là ba cái lễ vô cùng quan trọng, và tất cả những người nam Israel đều phải đến Jerusalem để dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng biết được rằng là những cái ngày lễ là những ngày mà Đức Chúa Trời muốn dân Israel hưởng được những cái phước lành trong những ngày lễ. Ngày muốn dân Israel dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời để có mối thông công gắn bó với Đức Chúa Trời của mình, và có những ngày nghỉ giảng xã thật là tuyệt vời, và cũng không phải lo con nhiều về ngày mai ăn gì, uống gì, mặc gì, vì Đức Chúa Trời đã đấng lo liệu tất cả điều đó, ban phước tất cả điều đó cho dân sự của Ngài. Amen. Amen. Họ có thể nghỉ rất là nhiều ngày nhưng mà không phải lo lắng gì. Có nghĩa là Đức Chúa Trời là vô cùng quan trọng, sự hiện diện của Đức Chúa Trời là vô cùng quan trọng, còn vật chất nó không có quan trọng bằng là sự hiện diện của Đức Chúa Trời, hay là giữa dân sự của Chúa có mối thông công với Đức Chúa Trời của mình. Amen. 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 Nếu mà nặng nề về vật chất, nặng nề về tiền của thì khó đến với Đức Chúa Trời. Thầy Chúa có những ngày lễ mà họ phải thật sự là 7 ngày. Ngày lễ vượt qua là ngày lễ mà dân Israel ra khỏi xứ nô lệ Ai Cập. Ngày lễ ngũ tuần là lễ gì chúng ta nhớ không? Lễ ngũ tuần là cái lễ mà trái đầu mùa đó, khi họ bắt đầu thu hoạch trái đầu mùa thì họ dâng lên cho Đức Chúa Trời trái đầu mùa. Và trái đầu mùa là thánh thì cả đồng sẽ thánh. Chúng ta nhớ mà, nên là dân Israel luôn luôn họ gặt hái cái điều gì đầu tiên, lúa đầu tiên, trái cây đầu tiên, gì đó đầu tiên thì họ dâng lên cho Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước cái phần còn lại của họ.
Amen. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ cái phần còn lại của họ, bởi vì người thánh của Đức Chúa Trời, những gì mà gọi là khi mình đã làm xong rồi thì những gì còn lại của mình là của người thánh, mà của những người thánh hoặc thánh thì kẻ trộm không có quyền đụng tới. Còn nếu chúng ta không làm thì sao? Thì kẻ trộm nó có quyền đụng tới đấy. Và cái lễ liệu tạm là cái lễ thu hoạch xong thì họ có lễ liệt là lễ lá vui mừng ngợi khen Đức Chúa Trời, bởi vì mùa màng đã thu hoạch xong và họ nghỉ ngơi. Và theo phần thuộc linh thì chúng ta cũng biết được rằng là chúng ta đã ra khỏi nô lệ quá, lễ vượt qua Chúa Giêsu đã chết. Amen. Và đã sống lại. Amen. Chúng ta ra khỏi thế gian và tội lỗi rồi, ra khỏi quyền lực Satan rồi, và chúng ta lễ ngũ tuần là khởi đầu, chúng ta nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời và mùa gặt bắt đầu cho đến khi kết thúc mùa gặt, đó là lễ liệu tạm. Mà lễ liệu tạm có nghĩa là kết thúc mùa gặt, đó là ngày Chúa Giêsu sẽ tái lâm đó. Chúng ta đang ở trong mùa gặt hái. Amen. Và chúng ta tiếp tục gặt hái những linh hồn tội nhân hư mất trở lại với Đức Chúa Trời, hãy đem những bó lúa chín vàng này cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Thì chúng ta biết rằng là khi lễ thu hoạch xong là ngày Chúa Giêsu tái lâm, nên chúng ta hãy nhớ rằng mình đang ở trong mùa gặt, đang trong mùa thu hoạch, thì hãy thu hoạch. Con trai biến nhát trong cái mùa gặt thì sao? Làm nhục gia của mình. Amen. Nên chúng ta phải là người đi thu hoạch, chứ không phải là đi làm ăn kiếm tiền rồi quên cái mùa thu hoạch của mình nha. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu nhận lãnh y quyền và quyền năng từ Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng Thánh Linh của Chúa ngự trên Chúa Giêsu. Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong Luca đoạn 4 có một là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên Chúa Giêsu. Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự trên Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu được Thánh Linh đưa vào trong đồng vắng, chịu ma quỷ cám dỗ 40 ngày. Amen. Và Ngài trở về đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh, và Ngài tuyên bố rằng là thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền giảng tin mừng cho những người nghèo khổ. Amen. Amen. Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh, và Thánh Linh đưa Chúa Giêsu vào đồng vắng, chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài trở về đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh, và Ngài tuyên bố rằng là Ngài được sự sức dầu bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Công vụ đoạn 10 câu 38 nói rõ rằng là Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Chúa Giêsu bằng Thánh Linh và quyền phép. Amen. Amen. Để Ngài đi ra rao giảng phúc âm, chữa lành, đuổi quỷ. Amen. Amen. À, thần của Chúa đến với Chúa Giêsu thì không hạn lượng, có nghĩa là đầy tràn và vô hạn. Amen. Amen. Nên Chúa Giêsu của chúng ta là con của Đức Chúa Trời và được nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời để Chúa Giêsu có thể công bố năm thi ân, Ngài truyền giảng tin mừng cho người nghèo khổ. Ở đây nói rằng là người tù được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, và người bị áp bức được giải phóng và công bố kỷ nguyên thiên ân của Chúa. Như vậy thì chúng ta biết là thế giới này ở trong trại tù, đó là thế giới này loài người ở trong tội lỗi, ở trong nô lệ của tội lỗi, nô lệ của ma quỷ, nô lệ của xác thịt, dưới quyền lãnh đạo của kẻ đồng quyền của sự chết là quỷ vương. Bởi vì tất cả mọi người đều đã phạm tội, không ai là người tự do cả, tất cả đều nô lệ cho Satan. Và Chúa Giêsu đến, Chúa nói là người tù được phóng thích. Amen. Amen. Ai tin nhận Chúa Giêsu thì được phóng thích ra khỏi tù, ra khỏi cái sự nô lệ của tội lỗi, ra khỏi sự nô lệ
của bệnh tật và biết bao nhiêu sự nô lệ mà con người tội lỗi đã dưới quyền Satan và Satan đã dẫn đưa con người để cuối cùng là con người sẽ xuống hồ lửa đời đời. Người tù được giải phóng. Amen. Chúng ta thấy được những người tù ở trong tù mà được nhà nước cho ra khỏi tù thì sướng không? Amen. Sướng không ạ? Họ được tự do ra khỏi tù và trở về với gia đình của mình, trở về với quê hương của mình, được tự do làm ăn sinh sống, đó là điều phước lành vô cùng. Còn ở trong tù thì ở trong một cái sự hạn chế, đi đâu cũng có người cai quản, làm gì cũng có người cai quản hết. Ngày hôm nay chúng ta được giải phóng chưa? Ra khỏi tù chưa? Ra khỏi rồi, amen. Chúng muốn vào trong tù lại không? Chúng ta thấy là những người tù, nhiều người tù mới vừa ra khỏi là bị kích động, là bị thách thức, là chơi luôn, nó là vào tù trở lại. Phải không ạ? Nên đời sống chúng ta nhớ rằng chúng ta đã được phóng thích rồi, ra khỏi một cái tù mà ông chủ là quyền lực lớn lao. Không có con người nào có thể thắng hơn quyền lực của ông chủ này, đó là quỷ vương. Amen. Nhưng mà Chúa Giêsu đã đem ta ra khỏi cái tù đó rồi thì phước lành vô cùng, sung sướng vô cùng. Amen. Đừng bao giờ trở lại tù nữa nha. Amen. Có ai muốn trở lại cái tù đó không? Không không à, thì đừng bao giờ phạm tội nha. Amen. Đừng bao giờ phạm tội nữa. Bởi vì ma quỷ nó muốn chúng ta vô tù trở lại, nên có nhiều cách cám dỗ, lừa dối, tấn công chúng ta đủ điều để đưa chúng ta vào tù trở lại để nó cai trị chứ. Amen. Chúng ta ra khỏi tù rồi, đừng bao giờ trở vào tù lại nha. Amen. Người mù loà được sáng mắt. Amen. Khi Chúa Giêsu giảng thì những người mù được sáng. Amen. Những người mù được sáng thật sự. Và trong hội thánh của chúng ta cũng có những người mù được sáng, có những người cận thị được sáng mắt. Amen. Bởi vì quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trên Chúa Giêsu và Ngài khiến những người mù được sáng. Amen. Amen. Nhưng mà Chúa cũng nói rằng là những người sáng thì hóa ra mù. Phải vậy không? Những người sáng thì hóa mù, những người chống đối Chúa, những người Pharisee, họ trở nên mù bởi vì họ không biết Chúa Giêsu là Đấng Messi, họ không biết Chúa Giêsu là Đấng từ trời đến, họ cố tình bắt bớ Chúa Giêsu và họ trở nên mù. Đây là một cái mù thuộc linh và nhiều người không thể có thể thấy được thiên đàng, không thể thấy được nước Đức Chúa Trời, không thể hiểu, không thể biết được Chúa Giêsu là Đấng cứu thế. Và Chúa sẽ mở mắt tâm linh của chúng ta và chúng ta biết Chúa Giêsu là Đấng cứu thế. Amen. Chúa Giêsu là Đấng đem cái sự cứu rỗi cho mỗi đời sống của chúng ta, và chúng ta đã tiếp nhận Chúa Giêsu thì chúng ta được mở mắt rồi. Amen. Nếu người không tái sanh thì sao? Không thể thấy thiên đàng. Amen. Nếu người không nhờ thánh linh và nước mà sanh thì không vào nước thiên đàng được. Amen. Nên khi chúng ta được mở mắt thì chúng ta mới thấy thiên đàng. Chúng ta mới thấy cái cơ nghiệp của Đức Chúa Trời ở trong vương quốc thiên đàng đã dành cho chúng ta như thế nào. Chúng ta mới thấy chính mình là ai. Chúng ta mới thấy được Đức Chúa Trời của chúng ta là cha của chúng ta. Và chúng ta cũng thấy được cái quyền năng vĩ đại siêu việt mà Đức Chúa Trời ban cho những người tin là thế nào. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 17 đến câu số 20 chúng ta thấy điều đó. Ngày hôm nay chúng ta thấy được trận chiến thuộc linh. Ngày hôm nay chúng ta thấy được ma quỷ. Chúng ta đã từng trải đuổi quỷ, từng trải chữa lành cách rất là siêu nhiên. Bởi vì Chúa đã mở mắt chúng ta. Amen. Chúa đã mở mắt chúng ta. Nếu là không mở mắt không thể thấy được đâu. Nhiều người cố thấy, cố hiểu cũng không hiểu được. Giảng bài cũng không hiểu là không hiểu. Nó chỉ những người tái sanh để hiểu được những việc thiền liền. Amen. Những việc thiền liền. Những người áp bức được giải phóng. Những người áp bức được giải phóng. Dân Israel cũng có những con người áp bức, những người nghèo khổ, những người vay mượn, những người nợ nần, những người thế yếu, mồ côi, quá ùa. Và Chúa dạy rất nhiều. Amen. Chúa dạy rất nhiều cho những người lãnh đạo Israel, những người giàu có đừng có áp bức những người nghèo khổ, những người mồ côi, những người quá ùa. Phải không ạ?
Và trên toàn thế giới nữa, khi Chúa Giêsu đến thì Chúa Giêsu cũng giải phóng những người bị áp bức. Chúng ta là Đức Chúa Trời của cái mồ côi người quá buồn. Amen. Những người nào mà sống không công chính, những người nào áp bức, những người mồ côi quá buồn thế cô, thì Đức Chúa Trời sẽ là Đức Chúa Trời của họ đó. Thì Ngài sẽ chinh chiến cùng những người áp bức. Mà khi Chúa Giêsu đến thì Ngài giải phóng những người áp bức. Thì tôi nói với Hội Thánh rằng là ngày xưa chúng ta cũng có thể bị áp bức, không ạ? Chúng ta có thể bị khinh chê là nghèo khó, chúng ta có thể bị khinh chê là không ra gì, nhưng mà trong Chúa Giêsu được giải phóng. Amen. Amen. Trong Chúa Giêsu chúng ta được giải phóng. Và Ngài nói rằng là công bố kỷ nguyên thi ân của Chúa, công bố cái kỷ nguyên thi ân của Chúa. Chúng ta biết năm thi ân là năm gì không? Năm ân điển. Ân điển Chúa ban cho mọi người. Năm thi ân là năm gì? Có ai biết không ạ? Là năm được tha. Amen. Amen. Năm thi ân là năm được tha nợ phải không? Cũng chưa đủ không ạ? Chúng ta biết rằng là năm Sa-bát Chúa phán dạy Mô-xê trong Lê-vi đoạn 25 này: trên núi Sinai con nói với dân Israel và bảo rằng khi các ngươi đã vào đất mà ta đã ban cho các ngươi, chính đất đó cũng phải giữ năm Sa-bát cho Chúa. Trong 6 năm các ngươi sẽ cày cấy đồng ruộng, cũng trong 6 năm các ngươi tỉa vườn nho và thu hoạch hoa lợi, nhưng đến năm thứ bảy đất phải giữ một năm Sa-bát, an nghỉ một năm Sa-bát cho Chúa. Các ngươi không được cày cấy đồng ruộng, cũng không tỉa sửa vườn nho, cũng không được gặt hái hoa lợi tự mọc lên ngoài đồng ruộng và hái trái nho nơi vườn không chăm sóc, phải để cho đất một năm an nghỉ. Amen. Năm Sa-bát là năm an nghỉ, đất phải nghỉ một năm, chỉ được trồng tỉa trong vòng 6 năm thôi, còn năm nghỉ ngơi. Và năm Sa-bát đó là gọi là trong một kỳ đoạn 15 đó là năm tha nợ. Năm đó là năm tha nợ. Năm Sa-bát được đất nghỉ, con người cũng được nghỉ ngơi khỏi trồng tỉa, nhưng mà năm đó là năm tha nợ, tất cả những người nợ nần được tha. Amen. Sướng không? Quá sướng không? Chúa nâng đỡ dân Israel, cái người tha được phước. Amen. Nhưng không phải là người tha là mất tiền. Người tha được phước, người được tha được phước, được nâng cấp lên và không còn ở trong nô lệ cho nợ nần tiền bạc nữa. Chúa muốn dân Israel là một cái dân tộc hoàn toàn giàu có, tự do, chứ không phải là một người nợ nần cho nô lệ cho một cái gì. Thường thì một người nợ tiền thì nô lệ cho chủ nợ, đúng không? Được tha thứ. Và trong 7 năm thì có một năm Sa-bát là tất cả những người nợ nần được tha thứ, được tha nợ và được tự do trở về nhà của mình. Nếu mà ở làm nô lệ cho người khác cũng được tha, trở về nhà của mình. Amen. Và cứ 7 lần 7 năm Sa-bát là có năm 49, và năm 49 là năm cũng là năm Sa-bát. Phải không ạ? Năm 49 cũng là năm Sa-bát. Và tất cả những người nợ nô lệ được đã tự do. Và năm thứ 50 là năm thi ân. Amen. Amen. Năm thứ 50 là năm thi ân. Các ngươi hãy tính 7 thất niên, tức là 7 lần 7 năm, để có thời kỳ 49 năm. Vào ngày mùng 10 tháng 7, tức là ngày lễ chuộc tội, phải thổi kèn vang dội khắp trong nước, phải biệt riêng năm thứ 50 làm năm thánh và công bố tự do khắp nơi cho cư dân trong nước. Đó là năm hoan hỷ
cho các ngươi, vì mỗi người sẽ nhận lại tài sản của mình và được trở về với gia đình mình. Vì năm thứ 50 là năm hoan hỷ của các ngươi, nên đừng gieo trồng cũng đừng gặt hái qua lợi tự mọc trong đồng ruộng, và đừng hái nho trong cây nho các ngươi không địa xuyên. Đó là năm hoan hỷ và năm thánh cho các ngươi. Các ngươi chỉ ăn các thứ thổ sản của đất. Trong năm hoan hỷ, mọi người sẽ trở về làm chủ tài sản của mình. Amen. Năm hoan hỷ là năm tự do. Năm xóa nợ, xóa nô lệ, xóa tất cả và hoàn toàn được tự do. Những người làm nô lệ cho người khác được tự do trở về nhà của mình và có nợ nần về tiền bạc, về tài sản thì cũng làm chủ lại tài sản của mình, đất đai của mình, nhà của mình bán đi thì cũng được làm chủ trở lại. Đó là năm thì ân là năm hoàn thiện. Amen. Amen. Ồ, quá tuyệt vời phải không? Amen. Đức Chúa Trời tạo dựng nên những cái ngày, những cái năm sa bát, năm hoan hỷ và các ngày đại lễ đều là ích lợi cho dân Israel, đem đến cái sự vui mừng cho Israel, đem đến cái sự giải phóng cho dân Israel và đồng loạt họ trở thành một cái dân tộc thánh cho Đức Chúa Trời. Ngài không muốn một người nghèo nào trong dân Israel. Amen. 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 Chúng ta đã có ai nợ chúng ta dám xóa không? Nếu chúng ta không dám xóa thì Chúa vẫn xóa. Mà nếu chúng ta không vâng lời thì sao? Thì sự phán xét của Đức Chúa Trời đến tay ngày ấy đó. Và chúng ta cũng không có gọi là mưu mô để gần tới cái năm khi ông rồi chúng ta mượn số tiền cho lớn rồi sau đó được xóa nha. Chúa dặn rất là kỹ rồi, không làm điều đó. Chúa Giêsu đến thì Ngài phóng thích người tù, Ngài làm cho người mù lòa được sáng mắt, người áp bức được giải phóng và công bố năm thì ân của Chúa. Amen. Amen. Trong cuộc đời của người Israel chỉ có, trong đời mình chỉ có một năm thì ân thôi, bởi vì đâu có có mà sống hoài đâu, sống 70-80 tuổi hay 100 tuổi thì chỉ một năm thôi, phải vậy không? Nếu một người hơn 100 tuổi có thể sống được 2 năm thì không? Nhưng mà ít lắm không à? Nhưng mà khi Chúa Giêsu được xuất giờ và Chúa công bố giải phóng tất cả và công bố năm thì ông đã đến. Amen. Cách đây 2000 năm thì Chúa Giêsu nói rằng là năm thi ân đã đến rồi. Bởi vì sao? Bởi vì khi Ngài được xuất dầu thì Ngài công bố điều đó, bởi vì chính Ngài là đấng gánh tất cả tội lỗi, bệnh tật, sự rủa xả, nghèo đó, Ngài gánh hết cho tất cả mọi người rồi. Amen. Nên Chúa Giêsu đến bởi vì trong Ngài là có tất cả mọi sự, trong Ngài có sự tự do và Ngài công bố giải phóng tất cả những người nô lệ, những người nghèo khổ, những người mù loà và công bố năm thiên ân. Có nghĩa là trong Chúa Giêsu tất cả những người tin đều được tự do. Amen. 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 Đều được tự do. Năm thiên ân là năm xóa nợ, năm thiên ân là những con người bị nợ nần, mất của cải, tài sản trở về làm chủ tài sản của mình. Amen. Amen. Năm thiên ân là năm sự tự do. Nên ngày hôm nay Chúa Giêsu đã công bố năm thiên ân rồi, thì chúng ta bởi đức tin nhận lãnh năm thiên ân. Amen. Và tất cả đều được xóa nợ. Amen. Nếu không có bên bà anh chị em tin thì anh chị em được xóa nợ, nếu không tin thì không xóa nợ đâu. Amen. Amen. Chúa có cách để xóa nợ cho chúng ta. Amen. Năm thiên ân đã đến và năm xóa nợ, năm chúng ta làm chủ tài sản. Amen. Từ người nghèo khổ trở thành người làm chủ tài sản, người có tài sản, người giàu có trong Đức Chúa Trời. Chúa là Đức Thánh Linh. Chúa Thánh Linh ở đâu? Thì sao? Sự tự do ở đó. Amen.
Chúa Thánh Linh ở với hội thánh, Chúa Thánh Linh ở với từng cá nhân một, thì tất cả phải được tự do. Amen. Không còn nô lệ gì. Nhiều lúc chúng ta cũng không hiểu gì. Chúa Thánh Linh ở đâu sự tự do đó, chúng ta không hiểu được sự tự do gì. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu công bố sự tự do, công bố sự giải phóng, công bố sự sáng mắt. Ngài công bố bởi vì trong Ngài, Ngài đã đánh tất cả cho thế giới này rồi. Đó là điều mà Chúa Giêsu sức giàu và được công bố. Và Ngài công bố điều đó qua sự sức giàu của Đức Thần Linh, để đem sự giải phóng hoàn toàn cho những người nghèo khổ nợ nần. Tin lành đầu tiên được giảng cho người nghèo khổ. Amen. Và từ người nghèo khổ đó, nợ nần đó, không có tài sản đó, trở thành người tự do hoàn toàn, không còn bị nô lệ cho một cái gì cả. Như vậy thì quý ông bà anh chị em có sung sướng khi được tự do. Amen. Được tự do chưa? Amen. Có ai còn nợ nần không? Dài ngân hàng hay nhiều hả? Nợ tiền thì nhiều thôi. Dù chúng ta đang nợ, nhưng mà bởi đức tin chúng ta được xóa nợ. Amen. Chúng ta đã được xóa nợ bởi vì đây là năm thiện ông. Amen. Thánh Linh ở với chúng ta là chúng ta được tự do. Chúng ta cần phải được xóa nợ và chúng ta cũng không nên nợ. Amen. Amen. Giống như là chúng ta đã ra khỏi tội lỗi rồi, chúng ta không trở lại với tội lỗi nữa. Ra khỏi sự nô lệ của Satan rồi, không muốn là làm nô lệ cho Satan rồi. Nên chúng ta cần phải công bố năm thiện ông trong đời sống của mình và xóa nợ. Chúng ta đã được xóa nợ tất cả rồi và chúng ta cũng không nên nợ lại. Amen. Hãy nói với người bên cạnh, các bạn đã được xóa nợ rồi. Bạn bây giờ là chủ tài sản. Amen. Chủ đất đai, chủ gia đình của mình, chủ nhà của mình. Amen. Chứ không phải là cái người như ngày xưa nữa. Amen. Amen. Chúng ta có hiểu năm thiện ông không ạ? Một năm chúng ta hoàn toàn được tự do, một năm chúng ta được xóa nợ, một năm mà chúng ta làm chủ lại tài sản của mình. Bởi đức tin chúng ta nhận lãnh điều này. Amen. Và bắt đầu từ nay trở đi, chúng ta trở thành những con người tự do, là những người giàu có trong Đức Chúa Trời của mình. Không còn phải nợ nần, không còn phải lo lắng nữa. Hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và tôi thấy rằng là nhiều người họ được xóa nợ cách rất là diệu kỳ. Khi biết là thật sẽ buộc ta nợ nần không còn đeo bám cái cuộc đời của chúng ta nữa. Bởi vì chúng ta thấy rằng là khi Thánh Linh ở với chúng ta mà chúng ta là nợ nần đeo bám, mà chúng ta rất là cực khổ, điều rất là vô lý, đúng không? Bởi vì Thánh Linh ở đâu? Sự tự do. Sự tự do ở đó. Amen. Amen. Không còn nô lệ cho cái gì cả, bất cứ điều gì, bởi vì chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và khi Chúa Giêsu về trời thì Ngài ban cái quyền đó cho mỗi một chúng ta rồi. Amen. Cái y quyền và quyền năng đó đã ban cho chúng ta rồi. Và Chúa nói rằng là nhân khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi đã nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại Jerusalem, đến xứ Judea, xứ Samaria, cho đến cùng trời đất. Amen. Người nào nhận lãnh Đức Thánh Linh đã trải qua ngày lễ vũ tuần, người mà nó tiếng lạ, người đó là người đã được sức giàu. Amen. Chúa Giêsu đầy dạy Đức Thánh Linh, và Chúa Giêsu tuyên bố rằng là thần của Chúa ngự trên ta và Ngài đã sức giàu cho ta. Amen. Nên tất cả những người nào đã trải qua ngày lễ vũ tuần, đã được bắt tên trong Đức Thánh Linh, có nghĩa là quý vị đã được sức giàu. Amen. 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 Mà được sức giàu là hoàn toàn được tự do. Amen. Mà hoàn toàn được tự do rồi thì rao giảng sự tự do cho người khác. Amen. 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 Anh chị em được tự do rồi, thấy người khác bị nô lệ, anh chị em có chịu nổi không? Có nhiều người, thật sự là nhiều người rất là bản thất trong lòng khi thấy những con người chưa có Chúa Giêsu, những người nhà mình chưa có Chúa Giêsu, đau đớn quặn thắt cầu nguyện cho họ, giảng cho họ. Bởi vì Chúa nói là Thánh Linh là giáng lên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và quyền phép đó đem sự tự do cho chúng ta. Amen. Amen. Và quyền phép đó
để giảng cho người khác, để đem sự tự do cho người khác. Không phải cho một vài người, nhưng mà Chúa nói là cho toàn thế giới luôn. Amen. Amen. Chúng ta muốn đi khắp nơi trên thế giới không? Hãy khởi đầu đi. Biết mình là người được tự do rồi, bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đóng đã ở trong chúng ta, được Đức Chúa Trời sức dầu bằng Thánh Linh và quyền phép, và chúng ta sẽ vâng mạng lệnh của Chúa Giêsu. Có nghĩa là khi con nhận lệnh Thánh Linh, con nhận lệnh quyền năng của Thánh Linh thì con được tự do rồi, không còn nô lệ cho bệnh tật nữa, cũng không còn nô lệ cho tiền bạc nữa, cũng không còn nô lệ cho tội lỗi cho thế gian này nữa, và ma quỷ đã biến chạy rồi. Amen. Amen. Bây giờ con phải rao giảng phúc âm cho người khác, để người khác cũng được tự do như con vậy. Amen. Amen. Nói với người bên cạnh này, bạn phải rao giảng phúc âm cho người khác để tự do cho họ. Không thể lấy chết mà không cứu. Amen. 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 Thì lúc đó chúng ta thấy những người mà cầm cấp cứu chúng ta là vội vã đi cấp cứu liền, nhưng mà có nhiều người đang đùa lấy sự chết mà chúng ta không cấp cứu họ. Hãy giảng phúc âm. Hãy giống như Chúa Giêsu là khiến cho người tù được phóng thích. Amen. Những người tù đầy, những người nô lệ cho ma quỷ phải được phóng thích. Những người mù lòa chưa thấy trận chiến thuộc linh, những người mù lòa chưa thấy thiên đàng, hãy mở mắt họ để họ thấy thiên đàng. Con mù đoạn 6 câu 18 chúng ta nhớ không ạ? Để mở mắt họ, để họ từ nơi tối tăm đến nước sáng, từ quyền lực của quỷ Satan đến với Đức Chúa Trời. Mở đức tin nơi ta, họ sẽ được phước. Amen. Họ được tự do, họ được chữa lành, họ hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, họ hưởng cơ nghiệp cùng các thánh đồ. Amen. Tôi nói rằng là cơ nghiệp của các thánh đồ chúng ta xài không hết đâu. Mấy chục năm đời này đến ta hiểu biết lẽ thật, chúng ta xài cũng không hết nổi đâu. Cơ nghiệp của Chúa ban cho là vô cùng tuyệt và vô cùng lớn lao. Đừng có tìm kiếm những cái gì của thế gian này mà chúng ta bỏ đi sự tìm kiếm Đức Chúa Trời, bỏ đi sự tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời. Amen. Nên khi chúng ta nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời, chúng ta suy gẫm luật pháp Ngài và đem và cẩn thận làm theo, thì chúng ta là người được phước vô cùng. Amen. Nó tuyệt vời, nó siêu nhiên, nó lạ lùng, nó không thể hiểu được. Có nghĩa là sự màu nhiệm, sự màu nhiệm về con người, chính chúng ta cũng chưa hiểu nổi cái sự cao siêu của Đức Chúa Trời, tư tưởng của Đức Chúa Trời trên con người của chúng ta. Chúng ta không hiểu nổi chính mình, cũng không hiểu nổi chính Đức Chúa Trời, thì những gì mà Đức Chúa Trời bày tỏ là thuộc về chúng ta, con cháu của chúng ta. Amen. Hãy nhận lãnh những gì bày tỏ thì là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ cho chúng ta thấy hiểu được chuyện đó. Chúng ta sẽ giải phóng những người áp bức được giải phóng và công bố năm thi ân của Chúa. Hãy nói với những người nghèo khổ, hãy nói những người nợ nần, hãy nói những người bệnh tật, hãy nói những người ở trong tội lỗi. Năm thi ân của Chúa đã đến trên quý vị rồi. Quý vị được tự do, được giải phóng hoàn toàn ra khỏi tất cả những cái ách nô lệ của tội lỗi của ma quỷ, để có thể hưởng cơ nghiệp cùng các thánh đồ. Amen. Amen. Sẽ hưởng cơ nghiệp cùng các thánh đồ. Mỗi một đời sống chúng ta cần phải thừa hưởng kinh nghiệm một Đức Chúa Trời, kinh nghiệm lời của Đức Chúa Trời đã ứng nghiệm trên chính cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hưởng thật sự những cái phép lạ nó xảy ra trong đời sống của mình, thì chúng ta mới có thể làm chứng nhân cho Chúa nó hiệu quả hơn. Amen. Amen. Có nhiều người tin Chúa nhưng mà sống cuộc đời rất là khổ sở. Được gọi là con của Đức Chúa Trời, được gọi là công chúa, là hoàng tử của Đức Chúa Trời mà sống rất là bình thường. Có phải vậy không? Chúng ta thấy là được tự do là nó hớn hở, nó vui sướng, phải nhảy nhót, phải ca ngợi. Amen. Amen. Tự do là vậy. Amen. Một người mà ra khỏi tù rồi nó sung sướng, họ vui mừng từ bên trong ra bên ngoài. Amen. Chúng ta cần phải hiểu được chúng ta là người tự do và là người đại sứ của Đức Chúa Trời đem sự tự do cho người khác. Amen. Amen. Đem sự tự do cho người khác. Chúng ta giảng tin lành. Chúng ta
Nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói bắt phép trong tay, nếu uống dấu khí độc chẳng hại gì, tay cái đau sẽ lặng. Amen. Amen. Đây là những cái y quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người tin. Amen. Amen. Những người tin sẽ nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Đây là gia sản mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta, một cái danh của Ngài, bởi vì Ngài chịu khổ, chịu hạ mình, vâng phục cho đến chết, và từ đó Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và danh Ngài trên hết mọi danh, và danh đó chúng ta là người thừa hưởng và sử dụng danh Chúa Giêsu để đuổi quỷ. Amen. 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 Tuyệt vời quá phải không? Dùng tiếng mới mà nói, những người tin là con của Đức Chúa Trời. Phải không ạ? Ai tin Chúa Giêsu thì được làm con của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời sanh thần. Amen. À, như vậy những người tin là con của Đức Chúa Trời, là em của Chúa Giêsu, sẽ được sử dụng danh của Chúa Giêsu để trừ quỷ và sử dụng tiếng mới để nói chuyện với Đức Chúa Trời. Amen. Người tin là người được gọi là con Đức Chúa Trời, sẽ được nói tiếng mới, được ban cho tiếng mới để nói chuyện với cha mình. Amen. Amen. Có quyền để nói tiếng mới, để nói chuyện với cha mình. Còn ai khước từ thì cứ khước từ. Còn ai amen vâng lời thì chúng ta sẽ nhận lãnh và chúng ta sẽ nói chuyện với cha chúng ta trên trời. Amen. Bắt rắn trong tay có nghĩa là, có nghĩa là gì chúng ta nhớ không? Rắn là chỉ về cái điều gì? Xưa Môi-se treo con rắn nơi đầu gối thế nào thì con người cũng bị treo lên thẻ ấy. Thẻ ai tin Ngài thì được sự sống đời đời. Amen. Amen. Con rắn đó là nói về tội lỗi, chỉ về tội lỗi mà dân Israel đã chống nghịch Môi-se, chống nghịch Đức Chúa Trời. Rắn lửa cắn họ chết và họ kêu oan với Đức Chúa Trời. Đấy, Đức Chúa Trời sai Môi-se làm con rắn lửa bằng đồng để khi họ nhìn lên thì con rắn lửa nói về tội lỗi đã được đóng đinh trên cây thập tự, và khi họ nhìn lên thì họ được chữa lành. Amen. Amen. Và Chúa Giêsu cũng được đóng đinh trên cây thập tự. Ai nhìn lên Chúa Giêsu thì được tự do. Amen. Được tha tội, được chữa lành. Amen. Là bởi đức tin của chúng ta. Amen. Amen. Nên là chúng ta bây giờ là có quyền trên tội lỗi chứ không phải là nô lệ cho tội lỗi nữa. Amen. 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 Chúng ta có quyền trên nó rồi. Chúng ta có thể thấy con rắn nào ở trong đời sống của mình, nó cong quẹo hay là nó lừa dối hay là dối trá gì đó. Bắt rắn trong tay có nghĩa là amen. Amen. Dây đập nó. Đừng có nô lệ cho nó nữa. Amen. Amen. Không nô lệ cho nó. Vô lý, mình là người tự do rồi, mình là con của Đức Chúa Trời rồi, là lại nô lệ cho tội lỗi, lại để rồi nó bắt chúng ta làm nô lệ cho nó, điều rất là vô lý và rất là đau lòng. Cha của mình rất đau lòng khi những người được tự do trở lại với sự nô lệ. Nếu uống giống chỉ độc cũng chẳng hại gì, có nghĩa là chúng ta có quyền trên thuốc độc. Amen. Một người đang giải quyền năng Đức Thánh Linh thì uống thuốc độc, người ta hại mình không biết mình uống, không bao giờ chết. Đó là sự thật. Chúa rất là thành tín với lời của Ngài. Amen. 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 Đừng có thử nha. Bởi vì Chúa nói nếu mà để uống giống chi độc cũng chẳng hạn thì có nghĩa là trong lúc trì giá chúng ta ra đi, chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời mà có những người cố tình hại mình thì giống như uống nước lạnh thôi, không có sao, nó lại bổ thêm. Đặt tay lên cái đau sẽ lên. Có nghĩa là có quyền trên bệnh tật. Amen. Chúng ta có quyền trên bệnh tật. Như vậy thì bệnh tật đến, chúng ta truyền lệnh nó đi ra khỏi chúng ta. Amen. Chúng ta phải quyết định điều này. Chúng ta phải sử dụng y quyền và quyền năng mà Amen. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Hãy nói với bệnh tật rằng trong danh Chúa Giêsu Christ mày không có quyền trên tật. Amen. Không có hình pháp ở trong thân thể của mình. Dù một chỗ nhỏ cũng không cho phép người hãy đi ra khỏi ta. Amen. Chúng ta chống trả, chúng ta bảo vệ chính đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ được khỏe mạnh. Amen. Amen. Hội thánh của chúng ta cũng rất là mạnh mẽ, làm công việc này rất là nhiều, nên nhiều người được giải phóng, nhiều người ung thư được chữa lành, tiểu đường được chữa lành, rồi sơ gan được chữa lành, rồi biết bao nhiêu những cái bệnh tật rất là nguy hiểm bác sĩ chê
mà Chúa là Đấng chữa lành cho quý vị rồi. Amen. Nay chúng ta tiếp tục nói chuyện chớn nở vào nó làm cho chúng ta trong thân thể là khó chịu, là hãy nhân danh Chúa Giêsu truyền lệnh cho nó biến đi. Đừng để nó cư trú lâu ngày quá, nó làm lây lan lớn lên, nó làm ung thư từ một chút xíu cho đến lan rộng ra, thì nhiều lúc chúng ta bị sợ hãi và sợ chết nữa. Nhưng mà chúng ta hãy sử dụng uy quyền và chúng ta cho chúng ta. Amen. Amen. Phải công bố năm thi ân của Chúa. Chúa Giêsu được sức dầu. Amen. Ngài công bố sự tự do, sự sáng mát, sự chữa lành, và công bố năm thi ân để con người ra khỏi sự nô lệ và trở nên ông chủ, trở nên bà chủ trong tài sản của mình. Thì chúng ta cũng công bố năm thi ân cho tất cả những người chúng ta ra nhập hội. Amen. 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 Rất là nhiều người ngày hôm nay họ nợ nần, họ phải tự tử mà chứ, bởi vì họ thấy tuyệt vọng rồi. Nhưng mà có nhiều người phúc âm đến đúng lúc và cứu sống họ và cho biết rằng là họ được xóa nợ. Amen. Năm thi ân đã đến cho họ trong Thánh Linh, và Thánh Linh sẽ hướng dẫn họ, Thánh Linh có cách cho họ để cái cách nào để xóa nợ đó chúng ta không có rõ lắm, nhưng mà Thánh Linh sẽ ở với người đó, và khi Thánh Linh ở với người đó thì người đó được tự do. Amen. Chúa là Đức Thánh Linh, Thánh Linh ở đâu, nơi đó có sự tự do. Amen. Nên khi chúng ta rao giảng phúc âm cho một người nào họ Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình rồi, thì người đó được tái sinh, người đó có Thánh Linh ấn chứng. Nhưng mà tiếp tục chúng ta phải giảng cho để bắt bên trong Đức Thánh Linh để họ có thể tin và họ nhận lãnh bắt bên trong Đức Thánh Linh, thì họ mới hoàn toàn được tự do. Amen. Amen. Họ mới hoàn toàn được tự do, họ có sức mạnh, họ có quyền năng, họ có ơn của Chúa để có thể đem đến sự tự do cho chính đời sống của họ và đem đến sự tự do cho nhiều người khác nữa. Amen. Ngày hôm nay chúng ta không còn ở trong nô lệ cho tội lỗi nữa, không còn nô lệ cho bệnh tật nữa. Nhiều lúc nó thoáng qua ra đời sống chúng ta chút xíu thôi. Amen. Amen. Nhưng mà nó phải đi. Nó Amen. Không thể cư trú được, bởi vì Thánh Linh ở trong chúng ta và chúng ta hoàn toàn được tự do rồi. Amen. Amen. Phải hoàn toàn được tự do. Không còn nô lệ cho tội lỗi, không còn nô lệ cho bệnh tật, không còn nô lệ cho sự nghèo đói, thiếu thốn, không còn ở trong sự rủa xả nữa. Vì Chúa Giêsu nói là mọi sự đã được trọn. Ngài đã làm trọn cho chúng ta. Ngài được xuất dầu để rao giảng về năm thi ân. Công bố năm thi ân có nghĩa là Ngài đến, Ngài làm điều đó rồi. Ngài đến thì Ngài đã mang tất cả điều đó cho nhân loại này rồi. Và trong Ngài mới có năm thi ân. Amen. Trong Ngài mới có năm thi ân, trong Ngài mới có sự tự do, trong Ngài mới được giải thoát để đem chúng ta vào một vương quốc khác, không phải là vương quốc của thế gian này nữa, không phải là vương quốc của sự tối tăm, không phải là vương quốc của sự chết nữa, nhưng mà vương quốc của ánh sáng, vương quốc của Đức Chúa Trời, vương quốc của sự chữa lành, vương quốc của sự tự do. Amen. 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 Và chúng ta nhớ là chúng ta đã bước vào sự tự do rồi, thì đừng lấy cái sự tự do đó mà sống theo ý riêng của chúng ta, sống theo xác thịt của chúng ta. Nhưng mà đã bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời rồi thì chúng ta phải theo luật lệ của Đức Thánh Linh. Amen. Theo luật của Thánh Linh sự sống, để chúng ta thật sự là một người theo luật của Thánh Linh sự sống, để giải phóng chúng ta ra khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Amen. Tội lỗi và sự chết không đeo bám trên đời sống của chúng ta nữa. Amen. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn được tự do và không lo về bệnh tật, không lo những cái hậu quả của tội lỗi nữa. Amen. Dân Israel đã ra khỏi Ai Cập, họ ra khỏi sự nô lệ của Ai Cập, họ ra khỏi cái sự áp bức khốn khổ mà người Ai Cập đã gán lên vai của họ, đến đầu của họ rất là khốn khổ. Nhưng mà khi bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời thì phải theo luật pháp Môi-se, đúng không? Ra khỏi Ai Cập phải theo luật pháp của Môi-se, chứ không phải ra khỏi Ai Cập muốn làm gì là được tự do rồi đấy. Nhưng mà theo luật của Đức Chúa Trời, theo điều răn của Đức Chúa Trời, để làm gì? Để được phước, để được sống lâu, để được an toàn, để được bình an, để được tự do hoàn toàn.
chứ không phải luật pháp mà làm cho chúng ta phải khổ sở. Luật pháp để cho dân sự của Chúa có hướng đi, có cái cách sống, có cái luật lệ, để rồi mình sống trong cái sự tự do, mình sống trong cái sự hiệp nhất với nhau, và trên dưới như thế nào, lãnh đạo bày chiên như thế nào, đều có luật lệ của Đức Chúa Trời để cho có một trật tự. Luật lệ là đem đến trật tự. Amen. Để duy trì trật tự, thế giới này có luật pháp là duy trì trật tự. Amen. Nếu không có luật là lộn xộn, là loạn. Không, nhưng mà nếu có luật thì dùng luật để xử, và những người phạm luật phải bị xử, phải bị phạt, để họ sợ mà không dám phạm luật nữa. Amen. Trong luật của Đức Chúa Trời thì nghiêm khắc hơn, người khác không thấy, Đức Chúa Trời nhìn thấy. Amen. Nên những người của Đức Chúa Trời chúng ta cần phải rất thật thà đối với Đức Chúa Trời chúng ta. Đừng bao giờ dối với Đức Chúa Trời, đừng bao giờ có thể giấu điều này điều kia với Đức Chúa Trời của chúng ta. Nên hãy thật thà, hãy cầu nguyện, hãy nói với Chúa những điều mình đã sai trật. Đó là dân tế lễ chúng tôi. Amen. Cảm ơn Chúa. Điều tôi tóm lược lại đây, điều thứ nhất là Chúa Giêsu nhận lãnh uy quyền và quyền năng để rao giảng phúc âm. Ngài nhận lãnh Thánh Linh, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên Ngài, và Chúa Giêsu được xuất dầu, và Chúa Giêsu giảng tin lành, tù được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, kẻ áp bức được giải phóng, và công bố năm tri ân của Chúa. Và sau đó thì chúng ta là người nhận lấy y quyền chuyển giao từ nơi Chúa Giêsu, để chúng ta cũng tiếp tục rao giảng phúc âm. Các sứ đồ rao giảng, các môn đồ rao giảng, các tín đồ rao giảng, là tất cả những người nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời đều có y quyền để có thể rao giảng phúc âm về nước của Đức Chúa Trời. Vương quốc của Đức Chúa Trời đến, đem đến sự tự do, không còn ở trong vương quốc của sự tối tăm nữa, không còn ở trong vương quốc của thế gian này nữa, không còn ở trong vương quốc của sự chết nữa, mà chúng ta đã dời vào vương quốc của Đức Chúa Trời, là vương quốc của sự sống, vương quốc của sự chữa lành, vương quốc của sự giàu có, vương quốc đầy dẫy cái sự vui mừng. Có Đức Chúa Trời của chúng ta là vua. Amen. Chúa Giêsu được gọi là vua của các vua, Chúa của các chúa. Chúng ta ở trong vương quốc này, chúng ta hoàn toàn được tự do, không còn liên quan gì cái vương quốc trước mà chúng ta đã ở, bởi vì chúng ta đã có quốc tịch mới rồi. Amen. Amen. Chúng ta có quốc tịch trong thiên đàng rồi. Hãy rất cẩn thận, hãy sống trong vương quốc thiên đàng, hãy sống trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, trong lời của Đức Chúa Trời, hãy sống dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ chúng ta sống theo ý riêng, đường riêng của chúng ta, mà chúng ta lại trở lại vương quốc của Satan, của thế gian này, là chúng ta phải cực khổ và có những hậu quả không tốt trên đời sống của mình, có những lo sợ, bởi vì chúng ta đã sai trật. Nhưng mà chúng ta hãy hết lòng đến với Chúa, ăn năn tất cả những tội lỗi của chúng ta, để chúng ta thật sự tiếp tục chương trình của Đức Chúa Trời, đó là chúng ta tiếp tục giảng tin lành, tiếp tục đuổi quỷ, tiếp tục chữa lành cho người khác, tiếp tục đem nhiều người trở lại với Chúa, tiếp tục huấn luyện dạy dỗ đời sống của họ để khiến họ trở nên môn đồ của Chúa Giêsu, và chúng ta tiếp tục chiến đấu với Satan để chúng ta mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất nước Việt Nam chúng ta. Amen. Và trên toàn thế giới này nữa. Amen. Xin quý ban chị em chúng ta cùng đứng lên, chúng ta sẽ cầu nguyện. Hãy cầu nguyện. Hãy nhận biết qua Chúa Giêsu, Ngài được sức dầu và Ngài đã công bố năm thi ân, và chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta được tự do rồi, chúng ta cũng được sức dầu và tiếp tục theo gương của Chúa Giêsu và công bố được tự do cho người khác, năm thi ân trong Chúa, và chúng ta cũng làm việc như Chúa Giêsu đã làm. Xin bảo hộ chúng ta đến với Chúa sự cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.